Xin được mến chào quý vị, Diễm Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin của tin mới nhất ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu vào chương trình thì chúng tôi có một lời cảm ơn chân thành sâu sắc vì quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày để cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý, những sự kiện nổi bật diễn ra trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ qua cùng với tin mới nhất. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hồ Bắc Quý Châu sạt lở núi khiến nhiều người bị chôn sống và mất tích. Những ngày gần đây, khu vực Trung Lưu và Thượng Lưu sông Dương Tử vẫn tiếp tục có mưa lớn. Và ngày hôm qua, sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu và Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc khiến ít nhất 16 người ở hai khu vực này bị mất tích. Nhiều người đã bị chôn sống trong trận sạt lở đất ở Quý Châu. Theo thông tin từ Cục Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quý Châu, vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Thạch Bản, thị trấn Cam Long, huyện Tùng Đào, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu. Vụ sạt lở không chỉ gây ra sự cố mất điện mà còn làm gián đoạn liên lạc. Hiện tại, theo phán đoán sơ bộ, có 8 người đã mất tích, 6 người bị mắc kẹt và 63 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ video lan truyền trên mạng cho thấy, hiện trường vụ tai nạn rất khủng khiếp, ngôi làng hầu hết bị ngập lụt và khoảng 100 mét bùn trên núi đã đổ xuống chôn vùi và phá hủy các nông trang. Điều đáng chú ý là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV từng đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang đi thị sát tại Đồng Nhân và Quế Dương. Hình ảnh trong bản tin cũng cho thấy Tôn Chí Cương, Bí thư tỉnh ủy Quý Châu và Kham Di Cầm, tỉnh trưởng tỉnh Quý Châu cũng đi theo tháp tùng. Vào thời điểm đó, Lý Khắc Cường nói rằng nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo ở Quý Châu là rất quan trọng. Hiện tại cần 100% hoàn thành nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và ngăn chặn nghèo đói trở lại do thiên tai. 9 người bị vùi lấp ở Hồ Bắc, người mẹ đau đớn hét lên, con trai tôi ở trong đó. Mặt khác, theo tin tức từ Cơ quan Phòng chống lụt bão và hạn hán của huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, khoảng 4 giờ sáng nay, một trận lở đất bất ngờ đã xảy ra tại làng Viên Sơn, thị trấn Đại Hà, huyện Hoàng Mai, quận Hoàng Cương, gây thiệt hại cho nhà cửa và 9 người trong 5 hộ gia đình đã bị chôn sống. Tại hiện trường, có một người phụ nữ đau đớn gào khóc, con trai tôi bị chôn vùi ở trong ấy. Trước đó, Cơ quan Phòng chống lụt bão và hạn hán quận Hoàng Mai đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3 vào lúc 1 giờ chiều. Chính quyền thành phố Hoàng Cương cũng gửi một thông điệp cho biết khu vực Trung Nam Bộ của thành phố Hoàng Cương là bị mưa bão tấn công. Mực nước của đoạn sông Dương Tử chảy qua Hoàng Cương đã vượt ngưỡng cảnh báo, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây đang rất nghiêm trọng. Cơ quan Phòng chống lụt bão thành phố Hoàng Cương quyết định nâng mức ứng phó kiểm soát lũ khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2 vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm qua. Theo thông tin dự báo thời tiết, mùa mưa năm nay dài hơn và vẫn sẽ có mưa lớn trong tuần tới. Quận Hoàng Mai sẽ đối mặt với thách thức nhân đôi khi bên ngoài phải chống lũ, bên trong phải phòng lụt. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo can mưa bão. Tính đến ngày hôm nay, các khu vực thuộc tỉnh Hồ Bắc nằm ở Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử có đến 1.094 hồ chứa vượt quá báo động lũ và lượng mưa ở 11 quận và thành phố như Vũ Hán và Hoàng Cương đã vượt quá 400mm. Vào ngày hôm nay, huyện Hy Thủy, thành phố Hoàng Cương cho biết hồ chứa Bách Dương Hà, hồ chứa lớn thứ hai của huyện này đã bị rò rỉ và biến dạng trên phạm vi rộng. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã ban hành cảnh báo cam mưa lớn. Một số khu vực ở phía Bắc tỉnh Giang Tây có thể có mưa cực kỳ lớn. Vành đai mưa chủ yếu đã di chuyển về phía Nam đến các khu vực dọc theo sông Dương Tử và phía Nam sông Dương Tử, Quý Châu và phía Bắc Giang Nam. Do đó, khu vực cục bộ có khả năng mưa lớn và mưa cực kỳ lớn. Một số nơi ở phía Bắc Giang Tây sẽ có mưa cực kỳ lớn. Kể từ ngày hôm kia, mưa lớn đã xảy ra từ phía đông khu vực Tây Nam Trung Quốc đến Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử. Lượng mưa tích lũy ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc
Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang đã đạt từ 100mm đến 250mm. Lượng mưa ở Trương Gia Giới và khu vực Đông Nam Hồ Nam, khu vực phía Nam An Huy và khu vực phía Bắc Giang Tây đạt từ 300mm đến 500mm. Lượng mưa ở Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương ở Hồ Bắc đã đạt từ 800mm đến 992mm, khiến ngoại giới vô cùng lo lắng. Xuất hiện động đất ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, nguy cơ vỡ đập tăng cao. Lũ lụt vẫn tràn lan ở miền Nam Trung Quốc. Vừa qua, tại huyện Yogi, châu tự trị A3 của dân tộc Khương, tỉnh Tứ Xuyên, thượng nguồn của đập Tam Hiệp đã xuất hiện một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter. Trước đó, có vài chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo rằng nguy cơ lớn nhất của đập Tam Hiệp chính là phát sinh động đất và lở núi ở thượng nguồn. Vào lúc 4 giờ 7 phút sáng ngày hôm qua, trạm địa chấn Trung Quốc đã xác định có một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter xảy ra ở huyện Gozi. Châu tự trị A3 của dân tộc Khương, tỉnh Tứ Xuyên, 34,1 độ Vĩ Bắc, 102,68 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 8 km, nhưng không đề cập tới quy mô của trận động đất. Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông, trận động đất mạnh 3,2 độ Richter ở Trung Quốc chỉ có thể được coi là một trận động đất nhẹ. Tuy nhiên, châu tự trị A3 nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp và mưa lớn kéo dài khiến cho các hồ chứa nước ở nhiều nơi và ở đập Tam Hiệp vài ngày trước vẫn phải xả lũ để tránh nguy cơ vỡ đập. Điều này càng khiến cho tình hình thêm nghiêm trọng. Các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên liên tục có mưa lớn, đã có hơn 26 tỉnh và hàng triệu người dân phải chịu nạn. Những bức ảnh được cư dân mạng đưa lên cho thấy nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc bao gồm Vũ Hán đều bị ngập lụt. Bởi vì nước tràn ngập trên đường, rất nhiều người dân đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị điện giật dẫn đến tử vong. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc, mưa lớn sẽ kéo dài ít nhất là 10 ngày nữa. Vành đai mưa sẽ từ Tứ Xuyên đến Hoàng Hải, Giang Hoài, Giang Hán và khu vực phía Bắc của Giang Nam cũng cần phải chú ý đến thời tiết đối lưu mạnh làm xuất hiện dông bão và gió mạnh. Các vấn đề về độ an toàn của đập Tam Hiệp trước đây đã được nhiều bên quan tâm và có nhiều lý thuyết về mối lo ngại vỡ đập, nhưng nó đã bị các quan chức Trung Quốc bác bỏ. Tuy nhiên, một số chuyên gia thủy lợi đã đưa ra cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới vỡ đập Tam Hiệp là động đất và lở núi ở thượng nguồn, và bây giờ điều mà các chuyên gia lo ngại nhất đã xảy ra. Nhân chứng Tứ Xuyên kể lại cảnh tượng mưa bão kinh hoàng. Trong chuyến nghỉ dưỡng tại tỉnh Tứ Xuyên, một nhân chứng sau khi đối mặt với trải nghiệm kinh hoàng trước thảm họa lũ lụt đã kể lại toàn bộ diễn biến giành lại mạng sống của mình. Điều đáng buồn không phải là chuyến nghỉ dưỡng đã biến thành một tai nạn, mà đó là sự vô tâm trước sinh mạng của đồng loại. Quận Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên gánh chịu đợt mưa rất lớn, làm ít nhất 12 người chết và 10 người mất liên lạc. Cô Vương, khách du lịch vừa mới đến Miện Ninh vào thời điểm đó, đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một khách du lịch vội vã rời khỏi phòng suýt nữa đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều người phải trèo lên mái nhà và nóc xe hơi để tránh lũ lụt. Cô Vương từ Miện Dương, tỉnh Tứ Xuyên và nhóm 4 người của cô đã đến quận Miện Ninh để nghỉ dưỡng. Cô nói với phóng viên The Epoch Times rằng cô và bạn bè của mình đang ở khách sạn suối nước nóng Linh Sơn vào tối hôm đó và trời bắt đầu mưa vào khoảng 8 giờ 30 phút. Lúc đó là khoảng 11 giờ, họ không chú ý và nói chuyện với nhau ở trong phòng thì phát hiện căn phòng bắt đầu ngập nước. Cô Vương và bạn bè không quá bận tâm về điều này mà tìm dịch vụ phòng để giúp lau dọn sàn nhà. Khi họ tán gẫu đến khoảng 1 giờ sáng, đột nhiên thấy nước dâng lên sàn của toàn bộ căn phòng. Khi đó, họ mới biết là một trận lũ quét đã xảy đến. Vào thời điểm đó, cô Vương cùng nhóm bạn đã chứng kiến cảnh nước lũ dâng. Mực nước cao nhất ở cửa là 70-80cm và thấp nhất là khoảng 30-40cm. Khoảng 2-3 giờ sáng, họ nghe thấy tiếng cầu cứu bên ngoài phòng và họ đã mở cửa sổ để cứu mạng một ông lão. Cô Vương cho biết khách sạn cô ở trông giống như một cái container có kính ở cả hai bên, ông lão ở phòng đầu tiên và ở phòng giữa. Kính của phòng ông lão bị vỡ khiến nước tràn vào và ông lão bị nước cuốn trôi đến chỗ phòng của chúng tôi. Ông vừa bơi vừa với túm lấy lan can, máy lạnh trong phòng và đứng đó một tiếng, bắt đầu cầu cứu.
phòng ốc khách sạn buộc phải di dời vì bị xáo trộn bởi nước lũ. Cô Vương nói rằng trận lụt rất lớn vào thời điểm đó, nước cao lên tới 1,5 đến 1,6 mét. Khoảng 20 đến 30 phòng của khách sạn này đã được di dời và có nhiều người đã được di dời. Lũ xuất phát từ cổng chính và trực tiếp ùa vào cửa phòng chúng tôi. Cửa bị chắn lại và không thể mở được, chúng tôi chỉ có thể ra ngoài bằng cửa sổ phía sau. Nhưng phía sau lũ chảy rất xiết, vì vậy chúng tôi cũng không dám đi bằng đường cửa sổ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lính cứu hỏa đến giải cứu. Cô Vương nói rằng cô đã gọi cho chủ khách sạn hơn 1 giờ đồng hồ. Ông chủ nhấn mạnh rằng ông đã gọi 119, nhưng cô đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy có ai đến. Cô Vương lại gọi 119 lần nữa và bên kia trả lời rằng họ đang lái máy xúc đến. Khi nhìn thấy đội cứu hỏa thì cô đã đợi được khoảng 2 đến 3 giờ. Sau đó, cô đã được đưa đến nơi an toàn vào khoảng 6 giờ, cảm thấy một tia sống. Cô Vương nói rằng một vài người gần như bị ngập nước tới cổ, họ phải trèo từ cửa sổ phía sau lên mái nhà. Một số du khách leo lên nóc xe ô tô của họ, trong khi đó những người khác thì đứng ngay trên hàng rào. Cô Vương cũng cho biết trải nghiệm này tương tự như trận động đất 5,12 độ Richter và đây là cảm giác của sự sống. Vào thời điểm đó, 53 người trong khách sạn này đã được giải cứu và đến khoảng 10 sáng hôm sau lũ đã rút, nhân viên khách sạn di rời mà không thông báo cho khách du lịch. Cô Vương phàn nàn rằng khi trận lụt xảy ra vào khoảng 11 giờ tối, các nhân viên khách sạn về cơ bản đã được sơ tán, bao gồm cả quầy lễ tân và nhà hàng cũng được di rời, chỉ có khoảng 3-4 người còn ở lại. Nhưng khi họ sơ tán lại không thông báo cho khách du lịch được biết. Cô Vương nói thêm rằng khi mới bắt đầu mưa là báo động vàng, sau đó chuyển sang báo động đỏ. Trên thực tế, khách sạn có nhiều thời gian để nhắc nhở du khách sơ tán nhưng họ đã không làm thế, khiến khách du lịch mất rất nhiều tài sản như túi sách, trang sức và quần áo có giá trị. Đồng thời, khách du lịch về cơ bản sử dụng ô tô nhưng những chiếc xe không bị lũ cuốn đi thì cũng bị ngập chìm trong bùn. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.